Thưa quý vị, trong đời sống tâm linh của người Việt thì đình, đền, miếu mạo là những nơi thờ tự tôn nghiêm gắn liền với đời sống hoặc dân gian từ bao đời. Trong đó, đình làng là hình ảnh đã trở nên rất đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam. Không chỉ đẹp về mặt kiến trúc, mà đình làng còn gắn liền với những lễ hội văn hóa truyền thống có từ bao đời cần được gìn giữ. Đó cũng chính là nội dung mà Minh Nhật cũng như ekip thực hiện ký sự Tết của BBTV muốn chuyển đến quý vị. Văn hóa dân gian Việt Nam, trong đó bao gồm các lễ hội truyền thống, các công trình văn hóa cổ, làm nên toàn bộ nền văn hóa của dân tộc Việt. Đình làng từ lâu đã là một nét văn hóa trong cuộc sống cộng đồng của người dân Việt Nam từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Đình làng là trung tâm đời sống tập thể của làng xã và là nơi đặt bàn thờ của thần bảo hộ làng, là nơi người ta tổ chức cúng tế, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và xóm làng thuận thảo yên vui. Mỗi độ xuân về Tết đến thì cũng là lúc nhiều đình làng khai hội kỳ yên để dân làng khắp nơi lễ bái cầu an. Từ cái nôi đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngôi đình làng đã theo chân lưu dân người Việt đến với vùng đất phía Nam. Cuộc cộng sinh khai phá và xây dựng vùng đất Nam Bộ trong điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa riêng biệt của vùng đất này đã tạo dựng nên những ngôi đình làng Nam Bộ có nhiều đa dạng và khác biệt. Khác với tục tế lễ ở đình thần Bắc Bộ, lễ tế ở đình Nam Bộ nào cũng bắt đầu bằng tiếng mõ. Mõ ở đình chỉ đánh khi vào lễ kỳ yên, do đó mà người ta đặt tên là Thái Bình. Tiếng mõ nó thể hiện khai mạc cho một cái lễ tế quan trọng. Trước khi ông bồi đọc cái gì đó, một câu là gì đó, là bắt đầu là phải cái người mà được phân công là đánh mõ đó, và cái mõ đó là được đặt ở một vị trí trang trọng ở trong cái nhà chầu đó. Đó, đặt dài đó, và một người phải trông coi được tính tình đàng hoàng, hiếu thuận với cha mẹ, với gia đình, với làng xóm, chứ mà không phải là chọn một cái ông mà uống rượu say sưa tối ngày mà vô mà được mà động tới cái mõ đó đâu. Người đó đánh mõ là phải biết rồi. Tiếng mõ là tiếng hiệu lệnh cho cả làng cả xóm biết là tiến hành cái lễ tế đối với lại những người có công với nước, có công với làng xóm, có công với địa phương. Và hôm nay là cúng kiến như vậy, ở cái này miền Bắc mình lại không có. Trong văn hóa dân gian Nam Bộ thì lễ kỳ yên được xem là lễ tế thành hoàng lớn nhất trong năm. Lễ kỳ yên của đình làng Nam Bộ được người dân nói gọn theo khẩu ngữ Nam Bộ là cúng đình. Đại lễ diễn ra cả ngày lẫn đêm và kéo dài mấy ngày liền với nhiều lễ hội đặc sắc vui tươi, nên nhiều người thường ví von rằng dịp cúng đình vui không thua gì ba ngày Tết. Tụi em muốn nói chung là cầu cho cuộc đời vững thái dân an và gia đình bình an, con cái ngoan hiền. Dạ. Em cũng đến đây cũng là hôm nay cũng là lần đầu tiên em đến đây, nhưng mà không khí thì rất là nhộn nhịp và bà con đến đây rất là đông, thì em cũng mới cầu ông là phù hộ cho gia đình em và tất cả bác tánh được bình an. Con cái trong gia đình mình cũng đều bình an. Một trong những ngôi đình nổi tiếng có từ lâu đời ở vùng Đông Nam Bộ là đình Dĩ An. Đình thần Dĩ An tọa lạc tại vùng đất Dĩ An xưa, nay đã là thành phố Dĩ An.
Trước đây được gọi là Dĩ An Cổ Miếu. Gọi là miếu bởi ban đầu đình chỉ được xây dựng tạm bằng tranh tre nứa lá đơn sơ để phục vụ cho nhu cầu tâm linh thiết yếu của những người con xa xứ tới vùng đất Dĩ An mở đất lập làng. Năm 1838, khi dân số nơi đây đông hơn, cuộc sống khá giả, nhân dân trong vùng đã cùng nhau chung tay xây dựng lại miếu Dĩ An kiên cố và đổi tên gọi là Đình Thần Dĩ An. Đình Dĩ An có lối kiến trúc chữ nhất với các dãy nhà liên tiếp nhau gồm gió ca, tiền điện, chánh điện và hậu điện. Sau này dù trong khuôn viên đình có thêm nhiều công trình khác, song đình chính vẫn được giữ gìn nguyên vẹn và ở đó lưu giữ vẻ đẹp của nghệ thuật chạm khắc gỗ trên những bao lam, kháng thờ, hoàng phi, câu đối. Lưu giữ vẻ đẹp của nghệ thuật cẩn gốm sứ, nghệ thuật tranh sơn thủy cùng nhiều loại hình nghệ thuật khác. Năm 1852, Thành Hoàng Đình được vua Tự Đức sắc phong. Sắc thần, bản gốc đã bị bối mọt, làm hư hại một phần, được ban quản lý đình thần cất giữ cẩn thận. Sắc thần đối với mỗi ngôi đình có được là rất quý báu và thiêng liêng. Đình thần nào có sắc thần nghĩa là có sự công nhận hợp pháp của nhà nước đối với đình làng của mình. Sắc phong được coi là báu vật của làng và được gìn giữ rất cẩn thận. Cho nên sắc phong rất quý và có một cái tập tục rất lạ. Ăn trộm mà không phải ăn trộm, đó là ăn trộm sắc phong. Người ta đi ăn trộm sắc phong của làng khác về để ở làng mình và coi đó là của làng mình. Thế chuyện này nó vui lắm. Cho nên tôi đã nhiều lần là dịch sắc phong rồi phì cười hỏi sao, đây đâu phải của làng này đâu, của làng khác. Thì đó là chuyện bình thường, nhưng đó không phải là ăn trộm, mà họ kính, nói theo cách nào đó thì họ kính thỉnh những bậc mà được triều đình sắc ban sắc phong để về thờ ở làng mình. Đó là như thế. Cho nên vì mất sắc phong rồi thì có làng phải đi xin lại, và nếu mà có lý do chính đáng thì triều đình sẽ cấp lại. Ngày nay đình Dĩ An đã là một quần thể di tích với nhiều công trình và nhiều đối tượng thờ. Nhưng điều đáng quý là mặc dù có thêm nhiều hạng mục mới, nhưng đình vẫn giữ được các miếu và các ban thờ cũ từ trước đến nay. Năm 2011, đình Dĩ An được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đến đầu năm 2019, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Không chỉ có giá trị ở mặt kiến trúc, ý thức gìn giữ vốn cổ đã được thể hiện trong nghi thức tế lễ. Hàng năm, đình Dĩ An có lễ cúng cầu an vào ngày 15 và 16 tháng 11 âm lịch. Riêng những năm đáo lễ kỳ yên thì đình Dĩ An tổ chức lễ hội lớn hơn trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 âm lịch. Ngày vía của đình thần Dĩ An đến đây cũng thắp nén hương để cầu cho quốc thái dân an, cho nhân dân hạnh phúc, nguyện cho gia đình được một năm giàu giàu sức khỏe, an khang thịnh vượng. Lễ cúng đình trong lễ kỷ yên của đình Dĩ An được trao truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ, gồm nhiều nghi thức dân gian khá bài bản và chi tiết. Riêng về đình Dĩ An 3 năm đáo lễ kỷ yên, hàng năm là đáo lệ cầu an. Đáo lệ cầu an mục đích ý nghĩa tâm linh để người dân thứ nhất tụ về nguồn cội, tìm hiểu về nguồn cội lịch sử, hai để tìm hiểu cái văn hóa của dân tộc Việt Nam để cầu nguyện nhiều điều may mắn đến gia đình, là cầu cho mưa thuận gió hòa, cho nhân dân bá tánh thương mãi được phồn vinh, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Đặc trưng của lễ kỳ yên ở đình thần Nam Bộ còn là nghi thức xây chầu, hát bội. Theo nhà khảo cứu Sơn Nam thì xây chầu hát bội là phải có trong các đình thần Nam Bộ vào dịp lễ kỳ yên đáo lễ.
Lễ này có từ thời Vua Gia Long và bắt nguồn từ quan niệm dịch lý của đạo Nho: thuận đạo trời, an đạo đất, hòa đạo người. Ba đạo này có hòa hợp thì vạn vật mới hanh thông, tốt đẹp. Theo cổ lệ, trước ngày tổ chức lễ kỳ yên thì các ban hội tề khánh tiết của đình làng phải họp bàn để lo việc cúng tế. Trong đó có việc chọn người chủ tế, chọn người cầm chầu cho kỳ đại lễ. Người được chọn thường là người lớn tuổi, hoặc chí ít thì phải trung niên, thuộc dòng họ có gia thế, uy tín và sống lâu đời, có công đức với đình làng, am hiểu và có khả năng thực hiện các nghi lễ. Khi nhận trọng trách này, người này phải trai tịnh trước ngày khai lễ để giữ lòng thanh khiết. Đến giờ hành lễ, người này mặc áo thụng cùng học trò lễ thực hiện các nghi thức dâng hương, trà rượu để tạ thần và di chuyển về phía nhà võ ca, lên sân khấu để tiếp tục các nghi thức cổ của lễ xây chầu. Có thể hiểu, các nghi thức lễ trong lễ xây chầu mang nhiều ý nghĩa về cầu an, cầu mưa thuận gió hòa, và sâu xa hơn là để củng cố đạo làm người, tinh thần đoàn kết, khơi dậy lòng yêu quê hương, làng xã, yêu đồng bào, tổ quốc. Mà biểu hiện cụ thể đó là các tuồng hát bội được biểu diễn ngay sau lễ. Trước là để tế thần, sau là để mở hội giúp vui cho bà con dân làng đón chào năm mới. Riêng về cái bản sắc văn hóa của địa phương á, thì luôn luôn người dân cũng muốn gìn giữ cái bản sắc văn hóa được nhà nước đó là hỗ trợ tôn tạo, để là được tồn tại những cái gì có giá trị của văn hóa lịch sử, để sau này cho con cháu đời sau, thế hệ đời sau để mà gìn giữ, để có mà để phụng thờ đấng thiêng liêng, cũng vị thần thần hoàng của đình của làng, để mà cũng một cái môi trường để mà giáo dục cho cái thế hệ sau này, hoặc tìm hiểu về cái nguồn cội của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Lễ kỳ yên ở các đình thần Nam Bộ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lễ và hội, giữa nghi thức truyền thống và các loại hình văn hóa dân gian đáng quý. Giá trị kết nối ở các lễ hội kỳ yên của đình thần Nam Bộ nói chung, đó là sự trao truyền những nét đẹp văn hóa từ cổ đến kim, từ những con người được sinh ra và lớn lên ở vùng đất của ông cha mình gầy dựng, đến những người mới đến định cư sinh sống. Tất cả họ đều đã coi nơi đây là điểm tựa tinh thần, là nơi để họ hướng về cội nguồn, tìm ký ức quê hương và hướng đến những giá trị tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn của người sau đối với người trước, thể hiện nét đẹp văn hóa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đầu xuân đi lễ đình, hòa trong tiếng trống lân rộn ràng vui tươi, chúng ta thắp nén hương tạ ơn thần với lòng tín ngưỡng dân gian, cầu cho gia đạo bình an, đất nước thái bình, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu, người người ấm no hạnh phúc, và cùng chúc phúc cho mọi nhà mọi người trong mùa xuân mới.